Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đến với nội dung trong video này thì Hiếu xin cập nhật kết quả của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 331 đối với các thành viên của Thiền Am Minh Bộ Trụ. Thì phiên tòa hôm nay đã kết thúc, thưa quý vị khán giả, và cái phiên tòa kéo dài từ sáng cho đến chiều tối luôn. Đó, một khoảng thời gian rất là dài, các thầy cô cũng rất là mệt mỏi, mà những người tham dự trong phiên tòa đó cũng rất là mệt mỏi. Và đặc biệt là khán giả yêu mến Thiền Am cũng rất là mệt mỏi, và các anh em YouTuber đang yêu mến Thiền Am để mà có những thước phim hay để gửi đến cho chúng ta thì cũng rất là mệt mỏi. Thì qua đây, trước khi mà vào cái nội dung, cái kết quả của phiên tòa, thì Hiếu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khán giả đã và đang đồng hành yêu thương Thiền Am Minh Bộ Trụ, lúc nào cũng luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Thiền Am, cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đang yêu mến Thiền Am, là những anh em YouTube có những cái thước phim tại tòa rất là hay để gửi đến cho khán giả xem để hiểu rõ hơn là cái phiên tòa này như thế nào. Thì trở lại với cái nội dung chính trong ngày hôm nay, thì Hiếu xin trình bày trình tự chi tiết. Thì mới đầu vào cái phiên tòa thì Hiếu có một cái cảm giác bất an. Bất an ở đây sau khi mà nghe các vị luật sư còn lại trình bày sự việc là luật sư Đào Kim Lân không có mặt trong ngày hôm nay, với lý do là sau cái phiên tòa ngày 20 tháng 7 vừa qua, tức là ngày hôm qua đó, thì luật sư ra ngoài thì cũng đã bị một YouTuber có tên là Peter Hồ đó, và những người còn lại thì không rõ cho lắm, đã tấn công đó, thưa vị, tấn công luật sư cũng như là tấn công trợ lý nhà báo gì đó của luật sư. Thì video trước Hiếu cũng đưa một cái đoạn video lên rồi. Thì hôm nay cái cô mà bị tấn công đó cũng đã vào viện để mà khám, thưa vị, đó, khám để mà có cái phương hướng điều trị, nghe nói là bị thương cũng hơi nặng đó, và luật sư Đào Kim Lân cũng vắng mặt. Thì đây là một cái thiếu sót rất là lớn ở trong phiên tòa ngày hôm nay, thưa vị khán giả. Đó là một cái điều thiệt thòi đầu tiên đó, đối với các luật sư nói riêng cũng như là đối với Thiền Am nói chung. Thưa vị, thật sự làm cái video này Hiếu cảm thấy rất là buồn khi mà nhận được một cái kết quả không thể nào mà thuyết phục được, thưa vị, không thể nào mà tâm phục khẩu phục được với cái phiên tòa ngày hôm nay, thưa vị khán giả. Nhưng mà ở đâu đó thì chúng ta cũng đã liệu được là cái phiên tòa nó sẽ diễn ra theo một cái chiều hướng ở bên kia rồi, đúng không ạ? Đó, bởi vì chúng ta thấy đó, những gì mà các thầy cô mà có những cái sự trình bày có liên quan đến cái trường hợp của Diễm My cũng như là gia đình ông Thắng, bà Mai và công an huyện Đức Hòa, vân vân, thì họ lại bác bỏ, và thậm chí là họ còn tắt cái tiếng của cái micro luôn. Đó, thì cái lúc gây cấn thì làm sao mà chúng ta nghe được, trong khi đó là cái phiên tòa này là cái phiên tòa công khai, thì công khai là buộc là hình ảnh thì phải công khai rồi, cái lời nói cũng phải công khai chứ, đúng không ạ? Đó, chúng ta cũng chưa biết là thầy nói gì nữa, đến cái lúc mà chỉ nhắc đến Diễm My rồi có liên quan đến công an đánh đập ép cung như thế này thế nọ thôi là họ đã tắt mi, thưa quý vị. Đó, chẳng hạn như trường hợp của thầy Trùng Dương thì thầy đang trình bày rất là ngon lành luôn, mọi người đang cố gắng lắng nghe từng lời từng chữ, thì đến cái đoạn mà gây cấn nhất, nói là điều tra viên tên Phong gì đó tát thầy ba bạt tai, rồi sau đó là thầy ra ngoài thì có một cái điều tra viên khác là dùng còng để mà siết chặt tay của thầy đến nỗi mà máu nó không lưu thông được, muốn ngất xỉu luôn, thưa vị. Đó, và họ ép cung để mà thầy khai như thế này nọ. Thì trong cái bản ép cung đó thì trong phiên tòa này thầy mới là có những cái lời khai thật, bởi vì trong kia họ dùng những cái thủ đoạn thì thầy buộc phải là làm theo họ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ra tòa này nè, đó mới là cái lời khai thật. Nhưng mà không, bên viện kiểm sát họ đâu có chịu, thưa vị. Đó, họ bác bỏ. Đó, thì thấy cái này chúng ta cũng hiểu rồi ha. Đó, thì chúng ta nghe là chúng ta cũng hiểu rồi. Và họ dựa theo cái biên bản lời khai ở trong chỗ trại giam đó, thưa vị. Đó, họ mới đem ra đây, họ chiếu ở đây, đó, và họ đối chứng ở ngoài này. Thì họ sẽ kết án thầy vào cái tội đó. Thật sự rất là vô lý. Và trường hợp của thầy Nhất Nguyên cũng vậy, khi mà
nói về những cái vấn đề cũng có liên quan đến là Diễm My rồi công an, hay là những cái như là ông công an trưởng Nguyễn Sơn đó thưa vị, thì cũng bị cắt luôn cái mic, thật sự rất là không thể nào mà chấp nhận được đối với phiên tòa ngày hôm nay, rất là buồn. Những chia sẻ cái video này rất là buồn luôn thưa vị. Và buồn nhất là sau khi mà nghe bên tòa đó cho các thành viên của Thiền Am nói lời sau cùng, thì ở đây thì chúng ta rất là cảm động với lời nói của thầy Trùng Dương và xin được tại ngoại về nhà để mà lo lắng cho các bé ở nhà thưa vị, cũng như là các cô hay là thầy ông nội già thưa vị. Nghe rất là cảm động luôn. Nó hiện tại thì vị cũng biết rồi, Thiền Am chỉ còn duy nhất có một thầy Nhất Tuệ mà thôi đó, để mà có thể là gánh vác cái trọng trách nặng nề đối với gia đình và kiếm tiền để mà nuôi những cái người còn lại thưa vị đó, đặc biệt là các bé đó, rất là đau buồn. Và cũng xin kính thưa vị khán giả như thế này, ở phiên tòa lần này thì đoàn luật sư của Thiền Am cũng đã làm hết sức mình rồi thưa vị đó, họ đã làm hết sức mình, làm hết những gì mà có thể để mà hồng minh oan cho các thầy cô được tại ngoại trở về nhà, cũng như là đòi lại công bằng lẽ phải cho các thầy cô thưa vị. Nhưng ở đây theo cái chiều hướng ngược lại thì chúng ta suy nghĩ ra một điều rằng nó không có sự công bằng ở đây thưa vị, bởi vì trong cái phiên tòa này chúng ta nhìn thấy rằng hình như nó là một cái show diễn dành riêng cho ở phía bên người bị hại. Theo họ nói đó là ông Thích Nhật Từ hay là công an huyện Đức Hòa hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đó, thì chúng ta thấy một điều nó không có được công bằng công tâm ở đây cho lắm thưa vị khán giả. Thì qua đây thì Hiếu cũng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với đoàn luật sư đang bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiện Am, xin chân thành cảm ơn quý vị nhiều lắm đó. Quý vị đã không ngại dư luận, không ngại bất cứ thứ gì để mà đứng lên đòi lại công bằng lẽ phải cho Thiện Am, thì ở đây khán giả cũng như là Hiếu gửi lời cảm ơn đến đoàn luật sư của Thiền Am ạ. Và sau đây thì Hiếu xin trình bày kết quả cái mức án mà tòa đã tuyên để dành cho các thầy như sau. Ông Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, ông Lê Thanh Hoàng Nguyên 4 năm tù giam, ông Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù giam, ông Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù giam, ông Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù giam, bà Cao Thị Cúc 3 năm tù giam. Đó là cái bản án dành cho 6 thành viên của Thiền Am Anh Bầu Vũ Trụ thưa vị. Như vị khán giả cũng đã biết là sau 30 phút nghị án thì đến 18:30 thì hội đồng xét xử họ mới trở ra để mà tuyên án đó, và tuyên án cho các thành viên của Thiền Am phạm vào cái điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với cái bản án mà Hiếu vừa tuyên đó thưa vị. Thì ở đây thì chúng ta thấy là có thầy Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương là cùng mức án là 4 năm tù giam. Còn Lê Thanh Nhị Nguyên là 3 năm 6 tháng tù giam. Còn cô Cao Thị Cúc là 3 năm tù giam. Còn cụ Lê Tùng Vân là 5 năm tù giam thưa vị khán giả. Với cái mức án này thì tòa cũng cho là các thành viên của Thiền Am là được quyền kháng án trong vòng 15 ngày thưa vị. Và họ sẽ có sau 15 ngày đó nếu mà kháng án đó thì sẽ có một cái phiên tòa phúc thẩm để mà xét xử tiếp cái vụ này thưa vị khán giả, và chúng ta chờ xem là có diễn ra cái phiên tòa đó hay không, thì cũng cầu trời khẩn Phật là các thầy kháng án, chúng ta còn có một cái hy vọng ở trong tương lai đúng không ạ. Thì qua đây thì Hiếu cũng xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều, suốt thời gian qua đã cùng với Hiếu đồng hành và yêu thương Thiền Am, ủng hộ cho Thiền Am và ủng hộ cho đoàn luật sư, thì cũng xin cảm ơn đoàn luật sư rất là nhiều. Một lần nữa cuối video Hiếu xin kính chúc cho đại gia đình Thiền Am, quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước cùng với luật sư có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và có nhiều niềm vui ở trong thời gian sắp tới đối với đại gia đình Thiền Am ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ cho Hiếu xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ.